quà của chị xong rồi nè. Cảm ơn anh nha. Trời đất ơi, dễ thương quá ha. Mua tặng bạn trai đúng không? Đâu có, em chưa có bạn trai. Ủa, nói vậy là chị... Đâu có, em pha. Ủa, chị pha xăng, pha nhớt à. Không có, ý em nói pha là FA là em ế đó à. Trời đúng rồi, chị ế là phải rồi. Ý là chắc là chị kén chọn đúng không? Chứ xinh xắn gì không lẽ không có bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi, biết sao nữa. Chắc có vấn đề. Không có, em vậy anh là nãy giờ mới có vấn đề đó. Ủa sao vậy chị? Nói chuyện với em mà anh bịt khẩu trang. Anh bệnh gì hả? Bệnh khó nói hả? Dạ. Trời ơi, tôi nhìn cũng nghi nghi rồi. Không có á, chị tưởng em bị gì hả? Bị bệnh đúng không? Nhổ răng giờ nó sưng kỳ lắm. Chị ngồi chơi nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Trong đời anh gặp được em là điều may mắn. Đối với anh em là... Hả? Chị biết rồi cưng. Anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em. Chị biết rồi cưng. Trời ơi, lần đầu tiên cho đến khi em trông thế này ở chết. Ủa sao anh trụ tôi chết vậy? À không, yêu cho đến khi nào anh chỉ còn bộ xương khô. Anh yêu chị lắm á chị ơi, chị chấp nhận đi. Chấp nhận đi. Chị biết rồi cưng, xích xúc động quá chị. Lần đầu tiên. Chị đang đồng ý liền đi, đừng có làm giá. Em đồng ý luôn. Đồng ý cái gì? Anh chạy chữ nãy giờ. Đồng ý luôn. Không không, nếu khi nào người ta tỏ tình với em thì em đồng ý. Ở đây có hai người không phải với em. Chẳng lẽ chính là người ấy? Em đừng tiểu thơ à. Tiểu thơ có thể nào cho chúng tôi hàn huyên tâm sự chút xíu được không? Được không? Đừng. Anh muốn giây phút này chỉ còn hai chúng mình mà thôi. Mời em. Em đi ra luôn hả? Đi đi. Em đi luôn. Đi. Trời ơi, trời, bữa này trai nó hiếm rồi. Mà còn yêu nhau nữa. Đó, không không không. Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên. Em biết là hàng ngày anh dám nhìn em từ ở trên lầu kia nhìn xuống. Em quay lại đi, đừng lắc đầu từ chối. Nhìn vào mắt của em, anh biết là em đang rất bối rối đúng không? Em quay lại đi, quay lại. Mái tóc bồng bềnh. Khuôn mặt này.
lộn người rồi. Không sao là lộn được. Đừng, không sao là lộn được. Sáng nào ngày nào cũng đứng từ trên kia tôi nhìn xuống mà cũng mái tóc mày, cũng tấm lưng này, mà tại sao không phải khuôn mặt này? Trời ơi, trời, tôi hiểu rồi. Nhỏ đó là em gái tôi, nó làm ca sáng, tôi làm ca chiều. Bữa nay nó bận đột xuất đổi ca, tôi qua làm sáng làm chiều, hiểu không? À! Trời ơi, là bất công từ sáng.